Người biểu tình lao xe vào nhà thị trưởng Pháp. Người biểu tình lao ô tô vào nhà lãnh đạo thị trấn ngoại ô Paris, sau đó phóng hỏa, khiến vợ và một người con của ông bị thương. Sự kiện kinh hoàng và đáng hổ thẹn diễn ra đêm qua, Vincent Jean lãnh đạo thị trấn El Hay Les ở ngoại ô Paris, ngày 2 tháng 7 đăng trên Twitter. Ông Jean cho biết, người biểu tình lao ô tô vào nhà rồi phóng hỏa cho lúc gia đình ông đang ngủ. Vợ và một người con của tôi bị thương, thị trưởng Jean viết. Đây là một âm mưu giết người đến từ hành vi hèn nhát, không từ ngữ nào mô tả được. Vụ lao xe diễn ra trong bối cảnh biểu tình diễn ra tại nhiều nơi trên nước Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên Nahel, 17 tuổi tại Nanterre, vùng ngoại ô Paris hồi đầu tuần. Sự kiện làm nóng lại tranh cãi về tình trạng cảnh sát phân biệt đối xử với người sống tại các khu vực ngoại ô, vốn có thu nhập thấp và đa sắc tộc. Bộ nội vụ Pháp thông báo cảnh sát nước này bắt 719 người tham gia bạo loạn trong đêm mùng 1 tháng 7. Một đêm yên tĩnh hơn nhờ hành động kiên quyết của lực lượng an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Geran Damanin thông báo. Giới chức Pháp trước đó điều 45.000 cảnh sát đối phó bạo loạn trên cả nước, lực lượng quân cảnh cũng điều một số thiết giáp tham gia hỗ trợ. Phần lớn nhân sự và thiết bị bổ sung tới Lyon, Grenoble và Marseille, những nơi ghi nhận bạo loạn dữ dội. Nhằm hạn chế tình trạng bạo lực, giới chức Pháp cấm bán pháo hoa cỡ lớn và dung dịch dễ cháy. Các dịch vụ xe điện và xe buýt tại Pháp dừng hoạt động từ 21 giờ đến sáng hôm sau tại Marseille, nơi diễn ra những vụ đụng độ và cướp bóc dữ dội. Mọi phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động từ 18 giờ đến sáng hôm sau, trong đó có tàu điện ngầm. Vụ biểu tình khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải hủy chuyến thăm Đức, động thái được đánh giá cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Tổng thống Macron cho biết, một phần ba số người tham gia bạo loạn trẻ hoặc rất trẻ tuổi kêu gọi các bậc phụ huynh chịu trách nhiệm về hành vi của con mình.